Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên có tựa đề là Sơn Điêu Trừ Tà là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mặt trời chưa lên quá ngọn cây, hai bóng người một già một trẻ lên đường rời trung tâm thành phố để tiến ra ngoại thành. Đi nhiều giờ cũng đến nơi. Đứng trước một ngôi nhà cũ, người trẻ quay sang hỏi người lớn tuổi đứng bên cạnh. Đây là căn nhà ông nói với cháu đó hả? Ông lão vuốt chồm râu bạc rồi gật đầu cười, bảo nam thanh niên trẻ tuổi. Đúng rồi, từ nay cậu sẽ ở lại đây với tôi. Gã thanh niên nheo mắt, ngước đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ nhìn lên, quan sát toàn bộ căn nhà. Quay mặt lại nhìn ông lão đứng bên cạnh, gã lắc đầu rồi nói. Cháu không ở đây với ông đâu, nhà thế này thì làm sao ở được chứ, nơi này không đủ tiện nghi, nhìn là biết không có mạng rồi. Bây giờ là yêu cầu cháu không được dùng di động nữa, thì có khác gì là đi tù đâu, cháu không có đồng ý, cháu không ở đây với ông được đâu. Ông lão nghe gã trai nói xong thì cười đáp. Ai là người đòi theo tôi đến đây cho bằng được? Không phải cậu đã nói dù khó khăn cực khổ thế nào cũng chịu được đó sao? Nghe ông lão nói tiếp chuyện diễn ra ngày hôm qua, cái thanh niên cứng họng không mở miệng nói thêm được câu nào, đành im lặng coi như đồng ý ở lại. Ông lão thấy gã im lặng ngoan ngoãn thì cười hài lòng, đi tới cầm lấy chìa khóa cho vào ổ khóa cũ mềm để mở ra. Cánh cửa được mở ra, ông lão đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Một làn gió lạnh không biết từ đâu thổi lại, mang theo bụi bẩn, làm cho ông lão phải đưa tay lên che mũi lại. Tay còn lại của ông lão đưa lên phẩy qua phẩy lại, miệng khẽ hừ lên một tiếng rồi đi thẳng vào trong nhà. Các thanh niên đứng sau chưa dám theo vào ngay. Các cảm nhận được cơn gió lạnh vừa rồi có gì đó không bình thường, cho nên dè chừng đứng im một chỗ để chờ đợi. Vào đi, còn đứng đó làm gì? Vào đó không sao chứ? Không có sao đâu. Mau vào trong đây phụ tôi một tay. Các thanh niên nghe giọng nói của ông lão thì lập tức đi vào trong căn nhà. Đưa tay lên phẩy qua phẩy lại bụi bay trước mặt. Các thanh niên đảo mắt nhìn khắp một lượt, rồi hỏi ông lão lúc này đang cúi người xuống, dùng hai tay dựng cây ghế bị đổ trên sàn nhà. Ông đừng nói với cháu đêm nay phải ngủ trong một ngôi nhà bụi dày thế này nhé. Ông lão quay mặt lại hỏi ngược. Sao? Cậu sợ không dám ngủ lại đây? Gã trai phì cười rồi nói cứng. Ông nói gì chứ? Cái gì mà sợ không dám ngủ trong ngôi nhà này? Cháu không sợ. Chỉ là bẩn thế này có chỗ nào mà nằm được đâu. Ông lão cười chỉ tay về cái giếng khơi ở ngoài sân. Sơn à, cậu giúp tôi tới cái giếng kia lấy nước lên được chứ? Sơn là tên của gã trai. Trên lưng của gã xăm hình một con chim điêu đang tung cánh bay trên đỉnh núi, nên người đời đặt cho gã một danh xưng là Sơn Điêu, tức là chỉ con chim được xăm trên phần lưng của gã. Nghe yêu cầu của ông lão, gã liền gật đầu rồi nói. Được, nhưng mà ông lấy nước lên để dọn nhà phải không? Cậu lấy nước lên đầy cái chậu kia, sau đó thì ra xe ngoài chợ mua lấy cái cây lau nhà về đây. Sơn làm theo lời của ông lão. Gã lấy đầy nước giếng vào trong một cây chậu đặt bên dưới chân rồi quay người đi trở lại bên trong nhà. Ông lão đang quét dọn dừng tay lại rồi nói. Đi mua cây lau nhà thì mua luôn cây chổi mới, cái này không quét được nữa rồi. Sơn cười hỏi. Ông cũng đói rồi phải không? Ông lão quay mặt lại nhìn Sơn bằng một ánh mắt không hài lòng, rồi quay đi tiếp tục quét dọn. Sơn không dám đùa thêm nữa vì sợ ông lão giận. Gã quay người đi ra leo lên xe, cắm chìa vào ổ mở máy phóng vút đi. Khi đến nơi, Sơn để ý thấy lối rẽ vào làng này có một chợ cóc, thế nên tới đó có thứ gì mà không có. Đến nơi, Sơn dừng che trước một tiệm bán đủ thứ trên đời. Đứng từ ngoài nhìn vào bên trong, gã thấy một bà lão ngồi trên ghế. Bà ta ngồi im như tượng,
Thế vậy Sơn liền dừng xe máy tiến lại rồi lễ phép chào. Cháu chào bà. Bà cho cháu hỏi bà có phải chủ tiệm không? Cháu muốn mua một chút đồ. Bà cụ hai mắt đã mù lòa không nhìn thấy Sơn. Bà cũng không hề nghe thấy Sơn hỏi, bởi đôi mắt và tai của bà đã không còn sử dụng được nữa. Sơn như nhận ra được, gã đưa bàn tay tới đưa qua đưa lại trước mặt của bà lão để thử đôi mắt của bà có đúng như trong đầu của gã đang nghĩ hay không. Chợt có một giọng nói của phụ nữ từ phía sau làm cho Sơn giật mình. Cậu muốn mua gì? Đừng đụng tới bà ấy. Bà ấy bị mù và điếc cho nên không thể tiếp chuyện cậu được đâu. Sơn đứng lùi lại đảo mắt một hồi tìm kiếm cây lau nhà. Rồi vật đó cũng được tìm thấy. Nó nằm ở góc bên kia, bên cạnh hai cây chiếu dựng sát tường. Sơn chỉ tay và nói với người phụ nữ với một gương mặt như người bệnh. Cháu muốn mua cây cây lau nhà đó và cây chổi kia. Cậu bán cho cháu hai cây đó. Người phụ nữ gật đầu rồi đi tới lấy cây lau nhà và cây chổi mang ra đưa cho Sơn và báo giá tiền. Nhận tiền của gã xong, bà ta liền hỏi. Cậu không phải là người vùng này chứ? Dạ, cháu là người từ thành phố về đây. Cô cho cháu hỏi cả làng chỉ có duy nhất chợ này thôi phải không? Đúng vậy. 5 cây số quanh đây chỉ có duy nhất cái chợ này. Thế nên nếu nhà cậu ở xa chợ, tốt nhất một lần đi mua hết những gì cần thiết, tránh việc phải đi lại nhiều lần mất thời gian. Sơn cảm ơn rồi tiến ra xe. Gã phóng xe bằng một tay, tay còn lại cầm cây lau nhà đi lòng vòng quanh chợ. Đến lúc về đến nhà, ông lão đang ngồi trên ghế chờ đợi ở ngoài cổng. Thế Sơn về tới, lại thêm gã mua đầy một xe đồ không khỏi làm trông lão ngạc nhiên. Tôi dặn cậu đi mua cây lau nhà, sao cậu lại mua về nhiều đồ như vậy? Sơn dừng xe máy, đặt cây lau nhà vào túi đồ khá nặng xuống đất. Gã liền cười rồi trả lời. Cháu mua về nhiều đồ như vậy là vì nghe chủ tiệm đó nói, canh đây là 5 cây số chỉ có mỗi cây chợ đó. Nhà ta lại xa chợ như vậy thì một lần đi mua đủ hết. Sao cần gì là có ngay, không cần phải đi mua nữa. Ông lão lắc đầu mỉm cười rồi nói. Cậu đúng thật là. Thôi mau mang đồ vào trong đi. Tôi dọn dẹp xong cả rồi. Thức ăn cũng đã làm xong. Để cậu về chắc đã lên nóc tủ ngồi vì chết đói rồi. Sơn mở to mắt ngạc nhiên. Có đồ ăn luôn rồi sao? Ông giỏi quá vậy. Có gì khó đâu. Toàn là đồ chay thôi. Nhưng mà chắc chắn cũng không tệ lắm. Ngon quá thôi. Thật là không ngờ ông lại làm đồ ăn ngon vậy đó ông Hưởng ạ. Ông Hưởng nghe Sơn khen món ăn của mình ngon thì cười bảo. Ngon lắm có phải không? Tôi đã nói rồi, ăn không tệ mà. Trời chợt đổ cơn mưa to, gió lớn kèm với nước mưa từng đợt thổi vào, làm cho cánh cửa sổ cứ mở ra đập vào tường kêu lên những tiếng khó nghe. Sơn có chịu đứng dậy đi nhanh đến, đóng hết cửa chính cửa sổ lại một lượt. Trở lại chỗ ngồi, Sơn lầu bầu. Chán thật đấy, lại mưa nữa rồi. Trận mưa này xem ra phải mấy ngày mới tạnh đâu ông ạ. Ông Hưởng gật đầu rồi vuốt chòm râu bạc của mình rồi đáp. Phải. Mưa gió là việc của trời. Tôi và cậu có ngôi nhà này cũng là may mắn rồi đó. Sơn tiếp tục ăn. Ăn được một lúc gã đã hạ bát đũa xuống bàn rồi ngước mắt lên. Ông Hưởng, ông nói thật chứ? Căn nhà này không phải của ông đúng không? Ông Hưởng gật đầu rồi nói. Đúng là căn nhà này không phải của tôi. Có người nhờ vả cho nên tôi mới tới đây. Sơn nhíu mắt rồi hỏi. Có người nhờ vả? Mà nhờ vào việc gì mà ông phải từ thành phố tìm về tận ngôi làng hẻo lánh vậy? Ông Hưởng mỉm cười rồi trả lời. Cậu không nhận thấy căn nhà này có điều gì bất ổn sao? Sơn sực nhớ ra lúc ông lão mở cánh cửa. Lúc đó một cơn gió lạnh từ trong nhà phả vào mặt, làm cho Sơn sợ không dám đi vào mà phải đứng ở ngoài. Từ nhỏ Sơn đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của yêu ma quỷ quái. Thế nhưng đã ở chỗ là căn nhà này có ma, nhưng mà khí của nó thì Sơn lại không hề cảm nhận được. Phải chăng cơn gió lạnh kia chính là con ma đó rời đi khi ông Hưởng mở cánh cửa? Nhìn quanh căn nhà, Sơn dừng lại ở góc tường, nơi có một hình vẽ rất kỳ lạ. Trên tường là hình một cô gái được vẽ bằng than củi. Ông Hưởng à, hình vẽ cô gái trên tường kia là sao? Có phải là do người ta vẽ lên phải không? Đúng là cậu có thể phát hiện ra hình vẽ kia là điều kỳ lạ trong căn nhà này. Tôi thật không lầm khi nhận cậu làm đồ đệ.
Cậu thử đến đó đặt tay lên hình vẽ xem có cảm nhận được gì không. Sơn nghe theo, gã đứng dậy rời khỏi ghế, từng bước tiến lại gần bức tượng có hình vẽ cô gái kia. Gã đặt bàn tay phải có xăm một lá bùa với những ký tự kỳ quái trong lòng bàn tay lên tượng. Đúng ngay vị trí của hình vẽ trên tượng, ngay khi bàn tay phải của Sơn đặt lên, bên tai của gã nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của một người đàn bà từ bốn phương vọng về. Tiếp theo đó là ảo giác ập đến với Sơn, khi lúc này gã thấy bản thân của mình không còn đứng trong căn nhà mà là đang ở một nơi khác, một nơi đối với gã hoàn toàn xa lạ. Tiếng gào thét đau đớn của người đàn bà kia vẫn âm vang truyền đến thính giác của Sơn, làm cho gã không thể nhận định được đúng vị trí của người đàn bà kia. Chợt bên tai của Sơn là giọng nói của ông Hường truyền tới, hòa vào tiếng gió đan xen với tiếng gào khóc thương tâm của người đàn bà kia. Cậu đã cảm nhận được thì hãy bình tâm để có thể tìm thấy bà ấy. Tìm thấy bà ấy? Ông nói như vậy là cháu đang ở trong ảo giác. Đây không phải là ảo giác như cậu nghĩ đâu. Đó là linh hồn trong căn nhà này đang muốn đưa cậu tới chỗ bà ấy. Cậu hãy dùng khả năng của mình tìm thấy bà ấy đi. Chỉ có tìm được bà ấy rồi, lúc đó cậu sẽ hiểu rõ hơn về hình trên bức tường kia. Sơn như hiểu ra, gã nhắm hai mắt lại và đôi tai tập trung nghe xem tiếng gào khóc của người đàn bà kia chính xác là ở hướng nào. Khi thở đều, nhịp tim đập lại bình thường, gã xác nhận được đúng hướng của tiếng gào khóc đưa tới. Và rồi Sơn cứ như vậy đi theo tiếng gào thét của người đàn bà kia. Càng đi Sơn lại càng cảm thấy lạnh, càng phải đến gần nơi phát ra tiếng gào thét thì không khí chung quanh Sơn lại trở nên lạnh hơn. Toàn thân của gã không ngừng run rẩy vì lạnh. Khi tiếng gào khóc vang lên bên tai của gã thật gần, lúc này Sơn mới mở mắt nhìn chung quanh. Bất ngờ ra mặt, Sơn như không thể tin được vào mắt của mình. Trước mặt lúc này là một căn nhà lớn, được xây theo phong cách của những căn nhà cổ thời xưa. Tiếng gào khóc của người đàn bà kia đúng đã phát ra từ đây. Giọng nói của ông Hường một lần nữa vang lên đến tai của Sơn. Cậu đã tìm đến bà ấy. Tôi vừa mới đốt que nhang. Trước khi nhang cháy tàn, cậu phải gặp được và nói chuyện với bà ta, hỏi bà ta xem muốn gì, tại sao lại ám căn nhà này mãi mà chưa có chịu đi. Sau đó phải trở về với thân xác của mình trước khi nhang tắt. Nếu không về đúng giờ, hồn của cậu sẽ kẹt lại nơi đó, không thể trở về với thân xác được nữa. Nghe ông Hường nói xong, Sơn tức giận rồi quát. Ông lừa tôi sao? Sao bây giờ ông mới nói? Biết vậy tôi dại gì mà tìm tới đây? Ông đúng là lão già độc ác mà. Tiếng cười của ông Hường vang lên lớn dần rồi nhỏ đi, xa dần rồi bên tai của Sơn lúc này không còn nghe thấy tiếng cười của ông nữa. Thầm hiểu rằng từ giây phút này trở đi, ta sẽ phải tự mình tìm cách giải quyết bí ẩn về người đàn bà đang gào khóc kia nhanh nhất có thể. Chỉ có như vậy thì linh hồn của Sơn mới kịp trở về với thân xác. Không những vậy, việc Sơn xuất hồn đi như vậy sẽ đối mặt với không ít rắc rối. Nếu gã để những oan hồn ngã quỷ kia phát hiện ra gã là người còn sống, thì rất có thể đám vong ma đó sẽ tranh nhau để có thể chiếm thể xác của gã. Bởi Sơn là người còn sống, việc xuất hồn như vậy đã là một việc nằm ngoài trí tưởng tượng của gã. Hai bàn tay cọ sát vào nhau cho ấm, Sơn lại thêm một phen bất ngờ không kém. Chính là lá bùa được xăm trong lòng bàn tay phải của gã lúc này đang phát ánh sáng màu vàng nhạt, đang dần dần lan rộng, bao trùm toàn bộ cơ thể của Sơn. Cái gì đây? Tại sao lại phát sáng nữa? Sơn tự hỏi rồi gã lại ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Ông già, ông còn ở đó không? Bộ ông xăm vào lòng bàn tay của tôi, tại sao lại phát sáng như vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Ông Hưởng, ông trả lời tôi đi. Không có tiếng của ông Hưởng đáp lại, Sơn chán nản nhìn vào lá bùa được xăm đang phát sáng trên tay. Ngước đôi mắt lúc này đã lấy lại bình tĩnh vốn có của bản thân, nhìn vào ngay kính cửa lớn của căn nhà đang được đóng kín trước mặt. Hít một hơi thật sâu, Sơn đi tới đặt bàn tay lên cánh cửa. Bất ngờ hai cánh cửa lớn tự động mở ra, làm cho gã giật mình lùi bước trở lại. Trước mặt của gã lúc này trên khoảng sân rộng phía hai cánh cửa lớn vừa mở ra kia là hai con chó màu đen hung dữ. Hai con chó này không phải là chó thường.
chúng được bắt từ địa ngục đưa về đây. Bởi đôi mắt màu đỏ kia đã minh chứng cho suy nghĩ trong đầu của Sơn là hoàn toàn chính xác. Cũng may hai đứa mày sẽ không cắn anh đâu, có đúng không? Chúng mày chỉ thích máu của kẻ ác thôi, chứ người tốt như anh máu không có được ngon. Quả nhiên hai con chó chỉ đứng chó gầm gừ chứ không hề lao tới tấn công. Đúng như Sơn nghĩ trong đầu, hai con chó địa ngục này chỉ cắn những kẻ xấu xa. Còn với gã thì ngược lại, hai con chó gầm gừ một lúc thì quay người đi về chỗ cũ và nằm xuống. Hai cặp mắt đỏ ngầu đó vẫn không rời khỏi Sơn. Phải chăng chúng không cắn nhưng mà vẫn canh chừng gã, sợ gã làm một điều gì đó? Sơn bước tới, lúc này gã đã phần nào đỡ sợ hai con chó địa ngục kia. Trên khoảng sân rộng trong tầm mắt của Sơn lúc này, ngoài hai con chó địa ngục kia ra thì hầu hết đều là bóng tối bao trùm. Không gian nơi đây quả thật lạnh đến mức không thể chịu được. Bất ngờ từ phía sau một bàn tay nhỏ nhắn đưa nhanh tới, nắm chặt lấy cổ tay của Sơn, làm cho gã giật mình. Gã theo phản xạ thu tay về. Lúc bấy giờ gã mới nhận ra có một đứa nhỏ đang xuất hiện từ sau gã lúc nào không hay. Ê nhóc, là người hay ma vậy? Thằng nhỏ nhuận miệng cười với Sơn, rồi nó quay mặt chỉ tay về hướng ngược lại. Phía bên kia ngôi nhà chính là những vong hồn không được đầu thai đang đứng thành hàng quan sát Sơn từ khi mà gã đặt chân tới đây. Quay mặt lại nhìn Sơn, thằng bé không cười và nghiêm túc hỏi: chứ không phải là người chết đúng không? Sơn sợ thằng nhỏ làm bại lộ việc gã xuất hồn tới đây, cho nên ngay lập tức hai tay làm phép đóng miệng thằng nhỏ nhiều chuyện lại. Thằng nhỏ bị phép của Sơn làm cho không nói được nữa, nó chỉ ú ớ gì đó trong miệng rồi ngoan ngoãn đứng hẳn sang một bên. Sơn lúc này mới ngồi xuống trước mặt của thằng bé rồi nói: cậu bé ngoan, cậu cũng vừa thấy khả năng của ta lợi hại thế nào rồi phải không? Thằng nhỏ gật đầu, ánh mắt tỏ ra sợ hãi vô cùng. Sơn đứng dậy nói với nó: theo ta đoán không sai thì cháu hiểu rõ địa hình ở đây. Giờ ta sẽ cho cháu một cơ hội, chỉ cần cháu chỉ đường cho ta thì ta sẽ khai khẩu cho cháu được phép mở miệng nói, được chứ? Thằng nhỏ gật đầu ngay, ánh mắt không giấu được sự sung sướng khi được khai khẩu để có thể nói chuyện như cũ. Miệng vừa nói được, thằng nhỏ liền kéo cổ tay của Sơn, kéo hắn đi vào trong sân. Chờ thằng nhỏ đứng lại, nó chỉ tay về phía sau hai con chó địa ngục kia rồi run giọng nói: chú có thấy cái cánh cửa đằng sau hai con chó kia không? Có thấy thì sao? Không lẽ bên trong đó có gì đáng sợ? Trong đó nhốt người con gái đang khóc, chú đừng vào đó, nếu không lão thầy pháp xấu xa kia phát hiện ra chú, từ lúc đó thì lão ta sẽ hại chú, đánh cho chú hồn bay phách tán, không bao giờ được đầu thai nữa đâu. Sơn Điêu bật cười thành tiếng. Tiếng cười của gã làm cho cô gái đang bị nhốt bên trong căn phòng có hai con chó canh gác kia lúc này ngừng khóc. Cô ta ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn ra ngoài hướng cửa. Tiếng cười của Sơn làm cô ta thấy khó hiểu. Có người lạ mặt xuất hiện và hai con chó địa ngục kia lại không hề sủa lên một tiếng. Cô gái nghe thấy giọng nói của Sơn bên ngoài thì lẩm bẩm tự hỏi: không lẽ người bên ngoài kia nghe tiếng khóc của mình mà tìm đến tận nơi đây? Phải chăng anh ta là người tốt nên chó địa ngục mới không lao tới cắn xé như những người khác từng đến đây? Sơn lấy làm tò mò, gã muốn biết lão thể pháp mà thằng nhỏ ma này nói tới là như thế nào mà có thể dùng phép thuật giam giữ một cô gái tại nơi đây mà chỉ có người chết mới tới được như vậy. Nhân tính vừa bước tới thì bất ngờ hai con chó địa ngục kia phát giác ra được hành động của Sơn. Hai con chó biết gã muốn đi tới phòng sau lưng chúng, lập tức hai con chó đứng dậy, không ngừng nhai hàm răng sắc nhọn hướng về Sơn mà gầm gừ. Chỉ chực chờ cho gã đi tới thêm vài bước là sẽ lao tới để cắn xé. Chúng không cắn người tốt, thế nhưng chúng nhận lệnh của lão thể pháp kia. Hay có người lạ đặt chân đến vùng cấm thì cho dù đó là người xấu hay người tốt thì đều phải cắn cho hồn bay phách tán. Hai con chó địa ngục kia làm cho Sơn đứng lại, gã không bước tiếp về phía trước. Không phải vì sợ hai con chó mà là vì gã giờ mới phát giác ra được nên này không chỉ được hai con chó địa ngục canh giữ mà còn được một trận pháp bảo vệ. Quả nhiên người lạ chỉ cần tiến vào trận pháp, có thoát khỏi trận pháp thì cũng bị hai con chó cắn xé
mà hồn bay phách tán, khó lòng để đầu thai được nữa. Sân bước lùi lại, gã bây giờ hình dung ra được bối cảnh của bản thân nếu như cố tình đi vào bên trong trận pháp chấn yểm này. Tới lúc đó Sơn sẽ phải chuốc lấy hậu quả khó lường. Không ngờ trận pháp này thất truyền đã lâu, vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây, ngôi nhà mà ông Hường đưa ta tới. Đúng là không phải ngôi nhà bình thường. Thời gian một nén nhang cũng gần hết đến nơi. Thôi thì cứ trở nên cho trước rồi từ từ tính tiếp vậy. Đưa bàn tay của hình xăm đang phát sáng lên trước mặt, cắt đọc chú rồi đặt tay lên trán, hai mắt nhắm lại. Mới đó mà đã trở về với thế giới thực. Hình xăm lúc này cũng không còn phát sáng nữa. Trước mặt của gã là ông Hường đang đăm chiêu suy nghĩ. Vuốt chùm râu bạc của mình, ông Hường nói: "Cậu không đặt chân vào trận pháp đó là một lựa chọn đúng đắn." Sơn toát cả mồ hôi, gã thở phì phò rồi nói: "Quả là không ngờ tới, tên thầy pháp kia quả thật không tầm thường. Tại một nơi chỉ người chết mới tới được như vậy, hắn có thể bày ra trận pháp mạnh đến mức đó. Hơn nữa còn là một trận pháp đã thất truyền từ lâu. Bây giờ phải giải thoát cho cô gái đằng kia." Ông Hương lúc này liền đáp: "Không được nóng vội, cậu cứ bình tĩnh tìm cách. Trận pháp đó tuy mạnh nhưng không phải không thể hóa giải. Tôi đã dạy cho cậu những gì, cậu còn nhớ được bao nhiêu?" Sân vò đầu cười khổ: "Ông dạy cho cháu nhiều, nhưng cháu lại không nhớ được toàn bộ những gì ông dạy. Quả là vô dụng quá rồi." Ông Hương bật cười sảng khoái rồi nói: "Những gì đã dạy cho cậu đều là kiến thức trong sách vở. Chỉ cần cậu chăm chỉ học lại những chỗ chưa hiểu, những cái chỗ mà cậu đã quên, sau khi đang học lại và lấp vào những chỗ khuyết, tới lúc đó cậu hãy tập trung vận dụng lại những gì đã học, tìm cách phá giải trận pháp kia, không phải là không thể." Sân giờ mới nghĩ tới những hồn ma đứng đằng sau đứa nhỏ ban nãy. Phải chăng họ cũng bị tên thể pháp kiên hại cho không thể đầu thai, linh hồn đời đời kiếp kiếp bị phong ấn tại nơi này? Gã nghĩ một hồi thì cũng không còn cách nào khác, là đành phải học, học lại toàn bộ. Những chỗ nào nhớ trong đầu rồi thì cho qua, những chỗ chưa hiểu thì hỏi, những chỗ quên có thể học lại để bù đắp cho hoàn thiện lại. "Được, cháu sẽ thử một lần coi sao." "Đúng, như vậy thì cậu mới có thể mạnh lên được, nếu muốn giải cứu cho những linh hồn đáng thương đang bị phong ấn tại mảnh đất này." Sơn như nhớ ra liền nói: "Thì ra không phải người ám mảnh đất này là cô ta, mà là cô ta bị tên thể pháp kiêng hại. Mảnh đất này bị trận pháp kia phong ấn, chẳng trách mà từ đầu lúc cháu và ông vào đây đã thấy điều gì đó bất ổn." Ông Hường lúc này gật đầu đáp: "Phải, chính tôi cũng nhầm lẫn. Lúc mà cậu chưa tìm ra hình vẽ trên tường kia, tôi còn nghĩ nơi này bị một người đàn bà ám lấy. Giờ thì khác rồi, cậu đã mở được cánh cửa để có thể đến được với nơi lão thể pháp xấu xa kia phong ấn họ. Như vậy là những linh hồn đáng thương đó sắp được giải cứu rồi." Sơn liền gãi đầu rồi cười đáp: "Sư phụ à, ông đừng có nói như vậy. Cháu đâu có tài giỏi đến mức đó. Thế nhưng là quá lá bùa này ông xăm vào tay của cháu, tại sao dưới đó nó lại có thể phát sáng? Hơn nữa ánh sáng của nó còn lan ra toàn cơ thể của cháu như là một vòng sáng bảo hộ vậy." Ông Hường cười khà rồi đáp: "Lúc là tôi xăm lá bùa đó vào tay của cậu cũng là để bảo vệ cậu khỏi sức mạnh của lũ yêu ma quỷ quái kia. Chúng không thể làm hại được cậu đâu, chính là nhờ lá bùa trên tay của cậu đó." Sơn đưa bàn tay có xăm lá bùa lên trước mặt, không ngờ nó lại có công dụng tuyệt vời như vậy. Về mà lúc đầu khi mà ông Hường xăm cho gã, Sơn còn chê và cho rằng ông ấy thật là vớ vẩn. Giờ tận mắt thấy công dụng của nó, Sơn mới âm thầm cảm kích ông Hường đã luôn âm thầm bảo vệ cho gã từ những ngày đầu tiên theo học cho đến tận bây giờ. Để biết ơn dạy dỗ của ông Hường, người sư phụ mà bất đắc dĩ gã phải nhận này. Từ giờ trở đi, Sơn tự hứa với bản thân rằng sẽ chăm chỉ, không uổng công sức dạy dỗ của ông. "Được, cháu sẽ học. Cháu hứa với ông, trong thời gian ngắn cháu sẽ phá giải được trận pháp của tên thể pháp sâu xa đó, để giải cứu cho những linh hồn vô tội đang bị giam giữ tại đây. Cháu sẽ giúp họ có được cơ hội đầu thai." Ông Hường cười sảng khoái rồi đáp: "Như vậy mới đúng chứ. Hãy cố lên, từ bây giờ trọng trách phá trận và giải thoát những vong hồn tội nghiệp kia, tất cả đều đặt lên vai của cậu." "Con hiểu rồi."
đưa tay tới cầm lấy cuốn sách, Sơn nhanh chóng đọc thật kỹ từng trang. Có nhiều chỗ quá cũ chữ đã bị mờ, nhiều chỗ đọc không hiểu. Khá phải dừng lại đi nhanh tới hỏi ông Hường. Thưa thầy, chỗ này con không hiểu. Chỗ này là ý nói là làm người phải đặt cái đức lên hàng đầu, thứ hai mới đến công danh. Trước tiên muốn nhận xét hay đánh giá ai thì bản thân về giỏi trước đã. Sơn liền trong mày. Cái này đâu có liên quan gì đến việc phá trận. Cậu đã gọi ta là thầy thì ta đã là thầy của cậu. Ta giải nghĩa cho cậu không hiểu gì đó. Muốn làm gì thì trước tiên phải học được đức và phải nhớ và hiểu được chữ nhẫn có nghĩa là gì, thì tu tập về sau mới dễ được như ý. Sơn gật gù ngẫm nghĩ rồi gã vỗ tay vào trán, bổ một cái rõ to rồi reo lên. Con hiểu rồi, có vậy mà con không có nghĩ ra. Với trí nhớ siêu phàm trời sinh, Sơn chẳng mấy mà nhớ được toàn bộ những gì trong cuốn sách cổ của thầy Hưởng. Đến ngày thứ sáu, Sơn đóng cuốn lại rồi đặt lên trên mặt bàn. Thưa thầy, con đã học thuộc và hiểu được toàn bộ nội dung trong cuốn sách này. Trận pháp kia tuy đã thất truyền, nhưng mà con tin những gì con đã học và ngộ ra được, con tự tin có thể hóa giải được trận pháp đó. Ông Hường lúc này cười nói, ta đã dạy cậu thế nào, làm người không được quá cho mình là tài giỏi mà xem thường tất cả. Bởi cậu đã giỏi nhưng mà ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn cậu gấp nhiều lần. Thế nên không được quá đắc thắng, không coi thường đối thủ mới là yếu tố quan trọng để thành công. Cậu hãy nhớ lên lời của ta dạy. Sau này khi cậu ngộ ra được lời của ta nói, ta tin cậu làm việc gì cũng ắt thành công. Sơn gật đầu lia lịa, cất đứng dậy đi tới thắp một nén nhang cắm súng bắt thương trước mặt và tự tin nói, thầy cứ tin ở con, lần này con sẽ không làm mất mặt của thầy đâu. Nó dứt lời, Sơn đi nhanh tới đứng trước cửa vô hình, nơi ngăn cách giữa hai thế giới âm dương. Bàn tay phải khép đặt lên hình vẽ lần trước, hai mắt nhắm lại, miệng nở một nụ cười tự tin khác hẳn ngày thường. Xem ra lần này Sơn chắc chắn một việc, đó là phá giải được trận pháp chấn điểm của tay thể pháp xấu xa kia. Hình xăm trong lòng bàn tay của Sơn đang dần phát sáng, cũng là lúc cánh cửa vô hình đang dần được mở ra để đưa Sơn tới cõi âm, nơi mà lần đầu tiên gã tìm thấy được. Xung quanh bốn hướng im lặng như tờ, không một tiếng động. Cây cối nơi đây đứng im không một ngọn gió. Chợt hai mắt của Sơn mở ra, bởi gã chợt cảm thấy không khí nơi đây lạnh hơn trên dương thế gấp 10 lần. Quả nhiên gã đừng đưa tới trước cửa ngôi nhà đừng xây theo lối kiến trúc cổ, phía hai cánh cửa lớn đang được đóng kín. Cả tiếng khóc nghe vô cùng ai oán lúc này mới bắt đầu vang lên, tuy nhỏ nhưng không qua đường đôi tai của Sơn. Như lần trước gã đi tới đặt tay lên chạm vào cánh cửa, giống y như lần trước tới đây. Ngay khi bàn tay vừa đập vào cánh cửa, lập tức hai cánh cửa lớn từ từ được mở ra. Hai con chó địa ngục với hai cặp mắt đỏ tà dị nhìn về hướng Sơn đi tới. Khác với lần trước chúng im lặng thì lần này chúng không ngừng sủa lớn rồi lao tới tấn công Sơn, làm cho gã giật mình lách người qua một bên, tránh được một cái miệng với hàm răng sắc nhọn của chó địa ngục vừa hướng tới nhắm cổ chân của gã mà cắn. Con chó còn lại bất ngờ lao bổ tới, quá bất ngờ làm cho Sơn ngã người ra đất. Trong lúc vật lộn với con chó địa ngục đang muốn cắn xé, thì trần bàn tay phải của Sơn bóp chặt nơi cổ của con chó. Nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi hóa thành một làn khói đen tan biến vào trong màn đêm vô tận. Con chó còn lại thấy bàn của nó bị tiêu diệt một cách dễ dàng thì sợ hãi cụp đuôi để bỏ chạy. Sơn không truy đuổi con chó địa ngục bỏ chạy kia, cả đứng lên phủi bụi quần áo. Lúc này gã mới phát giác ra bản thân đang đứng trong phạm vi trận pháp của tay thể pháp xấu xa kia. Trên một giọng nói khàn đặc vang lên, và Sơn nhận ra giọng nói này không phải của thầy Hưởng mà là của tay thể pháp xấu xa đó. Giỏi lắm, mày có thể đánh bại được chó địa ngục của tao, một việc mà lâu lắm rồi không kẻ nào có thể làm được. Sơn lớn tiếng quát. Tôi không hiểu về nguyên do gì mà ông giam giữ họ tại nơi đây. Còn không dừng tay thì đừng trách tôi phá giải trận pháp của ông. Thế lúc đó ông sẽ phải hối hận đấy. Lão thể pháp cười xấu xa rồi nói. Tự tin đến vậy sao hả chàng trai? Đừng nghĩ bản thân đánh bại được hai con chó địa ngục của tao là mày nghĩ mày giỏi. Tao muốn xem tiếp theo mày có may mắn được như vậy không?
Giọng của lão thầy pháp vừa dứt thì gió lớn từ bốn hướng thổi tới, làm cát bụi bay lên mù mịt. Cây cối ở nơi này bị gió thổi bật gốc đổ ngả nghiêng. Từng đợt cây nhắm chỗ của Sơn đứng mà đổ xuống. Gã phải khó khăn lắm mới tránh được những cây lớn đổ xuống như muốn đè bẹp dí gã. Sơn lúc này nghiến răng: tên khốn, ta sẽ trông nếm mùi thất bại. Nói rồi Sơn nhanh như cắt lao đến một điểm trên trận pháp. Gã đưa bàn tay viên hình xăm đang phát sáng lên rồi đấm mạnh xuống hút cốt được đặt trên trận pháp. Một tiếng nổ vang trời làm rung chuyển cả đất trời khi hố cốt kia đã bị Sơn điêu đánh vỡ. Gã nở một nụ cười đắc thắng với những nụ cười đó chợt tắt như ngọn nến trước cơn bão lớn. Bởi vì vừa hiện ra trước mặt của hắn lúc này là một trong số những quỷ nhi được bố trí trong trận pháp. Lão ta dùng trẻ con luyện chúng thành quỷ nhi rồi bố trí trong trận pháp sao? Lão già xấu xa, thật đúng là không còn tính người. Không diệt lão thì ta không còn là Sơn điêu. Quỷ nhi với hình thù quái đản đứng trước mặt của Sơn lúc này, nhà cái miệng đầy máu ra phía gã mà gào lên một tiếng thật nhanh lao bổ tới. Đi chết đi! Sơn điêu đưa bàn tay phải lên chống đỡ từng đợt tấn công của con quỷ nhi và nhận thấy nó có ma lực quá mạnh. Đây mới chỉ là một trong số bốn con khác nhau trong trận pháp mà đã khó chống đỡ đến mức này. Thật không chắc có phá giải được trận pháp này không. Sơn cởi bỏ áo, toàn thân của gã phát sáng làm quỷ nhi kia có chút ái ngại. Nó dừng tấn công nhảy về đằng sau, khoảng cách vừa đủ để có thể quan sát được Sơn trong tầm mắt. Toàn thân của Sơn phát sáng, hình xăm con chim lớn phía sau và bàn tay phải như liên kết với nhau tạo thành một vòng tròn sáng, làm quỷ nhi kia không dám lao tới. Nó đứng nghiêm như vậy cho đến khi có tiếng quát lớn của tay thể pháp xấu xa kia: tấn công đi chứ, mày đang làm cái gì vậy? Mau lao lên hạ nó cho tao. Quỷ nhi nghe lệnh chủ lập tức lao tới tấn công lần hai. Nó liên tục đưa những móng tay sắc nhọn tấn công Sơn như vũ bão, làm cho gã phải khó khăn lắm mới chống đỡ được con quỷ nhi có ma lực rất mạnh này. Trong đầu thầm nghĩ chắc hẳn tên thể pháp kia đã dùng máu của lão không ít để luyện đám quỷ nhi canh giữ trận pháp này. Sẽ đánh bại được chúng thì coi như là lão thể pháp kia tiêu đời. Sơn hét lên một tiếng, gã nhanh như cắt đưa tay tới. Lá bùa thủ sẵn vừa kịp đưa tới điểm yếu của quỷ nhi, kèm theo đó là câu thần chú đọng trong miệng đã giúp cho gã lập tức chiếm được thế thắng. Tiếng quát của Sơn cộng với uy lực của đạo bùa chú đã làm quỷ nhi liên tục thoái lui về đằng sau. Cảnh tượng lúc này không khác gì một trận đánh trong các bộ phim tiên hiệp. Những linh hồn trốn phía xa kia quan sát Sơn đang gắng sức phá giải trận pháp để cứu linh hồn cô gái đang bị giam giữ trong trận pháp, không ngớt lời khen ngợi gã. Linh hồn của một người đàn ông lớn tuổi lúc này lên tiếng: chúng ta còn chờ gì nữa mà không lên phụ giúp cậu ta một tay? Một linh hồn không có đầu lúc này nói chen: chúng ta thì làm được gì chứ? Nếu giờ lao vào đó chỉ làm vướng tay vướng chân của cậu ta. Theo tôi thấy chỉ bằng lao vào đó làm vướng tay vướng chân, chúng ta nghĩ cách sao cứu cô gái đáng thương kia thì hơn. Những linh hồn còn lại đồng loạt gật đầu hưởng ứng ý kiến của linh hồn không đầu. Tất cả rời vị trí lập tức vòng qua trận pháp, tiến thẳng tới phía sau quỷ nhi lúc này đang yếu thế trước Sơn điêu. Nhưng mà mọi sự không dễ dàng với họ khi lão thể pháp xấu xa kia đã phát hiện thấy quỷ nhi của lão đã yếu thế. Ngay lập tức làm phép phá hủy hết những hũ cốt còn lại, đánh thức đám tiểu quỷ đang ngủ mê còn lại. Ngay khi được đánh thức, bọn chúng chia ra làm hai hướng, một đánh Sơn điêu nhằm đuổi gã ra khỏi trận pháp, hướng còn lại đánh những linh hồn tính giải cứu cô gái kia. Thế trận bất ngờ từ thắng chuyển sang bất lợi. Xem ra một mình Sơn không thể chống lại cùng lúc nhiều tiểu quỷ như vậy. Thầy Hưởng thấy nhang đã cháy quá nửa, ông mở mắt rồi miệng đọc thần chú xuất hồn, tiến thẳng cửa âm dương đang mở kia mà phi thân bay tới. Bất ngờ đám tiểu quỷ đang quay chung quanh Sơn điêu bị đánh bật ra bởi những đạo bùa của thầy Hưởng. Xé gió bay tới, liên tiếp tiểu quỷ bị trúng bùa, bọn chúng kêu gào đau đớn rồi hóa thành khói đen lẩn trốn. Nhưng mà nào có thoát được thầy Hưởng. Ông ném những hình nộm về hướng đám khói đen do đám tiểu quỷ biến thành, miệng đọc thần chú thu hồn. Lập tức đám tiểu quỷ bị thần chú hút hồn vào bên trong những hình nộm được thầy Hưởng ném tới kia.
Chứng kiến tận mắt đám tiểu quỷ nhiều năm dùng máu để luyện thành, phút chốc đã bị thu phục trong tay của một người chưa từng biết tới kia, làm cho lão thể pháp bị thổ huyết ra một ngụm máu đen. Lão ngã ngửa về đằng sau làm cho đồ đạc phía sau lưng của lão bị đổ ngổn ngang trên sàn nhà. Bàn tay phải đưa lên túm chặt lấy ngực, lão ta nghiến răng rồi nói: "Không xong rồi, lần này ta thực là đã gặp cao thủ rồi hay sao?" Nói dứt câu thì lão thể pháp gượng đau ngồi xếp bằng trên đất, hai tay thủ ấn miệng đọc thuần chú xuất hồn. Mới lúc đó hiện ra đứng trước mặt kinh ngạc của Sơn và thầy Hường. Sơn chỉ tay về lão thể pháp kia rồi quát lớn: "Thì ra lão hoành hành trên mảnh đất này, muốn sống thì mau dừng lại chịu thua đi, nếu không đừng trách thầy cho ta không tha cho lão." Lão thể pháp mặc bộ đồ đen với gương mặt vô cùng quái dị kia, nghe Sơn nói xong thì ngửa mặt cười lớn: "Danh con, đến thầy ngươi còn chưa đủ sức đấu lại ta, mày miệng còn hôi sữa mà dám lên giọng, hôm nay ta sẽ cho thầy trò của mày cùng chết tại đây." Lão thể pháp nói xong thì đọc chú, hàng loạt âm binh hiện lên đứng trước mặt của lão. Sơn kinh hãi bước lùi lại, cảnh tượng này gã chỉ nghĩ trong phim mới có, nào ngờ đời của gã có thể chứng kiến tận mắt như vậy. Bước lùi hẳn lại phía sau lưng của thầy Hường, Sơn hỏi bằng một giọng đã mất hẳn sự tự tin: "Thầy à, bây giờ phải làm sao đây? Lão ta mạnh quá, thời gian thầy trò ta không còn nhiều, hay là thầy và con rút lui đi, kiếm cách cứu cô gái kia sau vậy?" Thầy Hường vuốt chòm râu bằng đang bay phất phới trước gió của mình rồi cười sảng khoái: "Đã không tới đây thì thôi, chứ bây giờ đã tới đây rồi thì hà cứ gì phải bỏ chạy. Còn hãy đứng lùi ra xem, để ta đánh bại cái lão già và đám âm binh của lão thế nào. Nhưng mà thưa thầy, đừng có nói nữa, con đã cố gắng hết sức rồi, ta rất tự hào về con. Từ giờ trở đi hãy để ta giải quyết." Sân không trái ý của thầy, cả đứng hẳn qua một bên với khoảng cách đủ để quan sát, nhưng vẫn có thể hỗ trợ cho thầy Hưởng khi cần thiết. Thầy Hưởng thủ thế tay trái cầm cờ trần phất theo chiều gió, tay trái cầm kiếm múa như là rồng bay phượng múa, khiến cho lão thầy pháp cùng đám âm binh kia phải dè chừng, chưa dám manh động trước một đối thủ mạnh. Một tia sét xé trời đánh thẳng xuống chúng và đám âm binh, làm cho chúng gào thét trong đau đớn. Sẽ đánh tới đâu đám âm binh bị chúng tới đó. Lão thể pháp xấu xa kia lúc này mới phát giác ra bản thân của lão không phải là đối thủ với ông lão có chòm râu bạc. "Hỏng rồi, ta đã quá khinh địch." Miệng vừa dứt lời thì Hưởng chỉ mũi kiếm về hướng của lão thể pháp: "Hôm nay là ngày chết của ngươi rồi, xem chiêu." Một đạo âm binh không biết từ đâu xuất hiện sau lưng của thầy Hưởng, lao tới lão thể pháp áo đen kia tấn công tới tấp. Lão ta chỉ còn biết vung kiếm chống đỡ, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Lão đang cố thủ trước âm binh với một sức mạnh kinh thiên động địa do thầy Hưởng gọi tới. Sơn Điêu đứng sau lúc này thấy thầy của mình mạnh mẽ hơn lão pháp sư áo đen kia thì cười sung sướng. Gã hết nhảy rồi lầy múa trông không khác gì một đứa trẻ con. "Hay quá, thầy đánh cho lão ta một trận nhớ đời đi, để từ nay về sau lão không còn dám bày trận hại ai được nữa." Thầy Hưởng nghe Sơn nói phía sau thì liền thở dài rồi quay mặt lại: "Ta đã dạy người thế nào, còn đứng đó nhảy múa nói tào lao, không tranh thủ lúc lão ta bị đánh chạy đi cứu cô gái đó đi. Ờ nhỉ, thầy không nhắc con quên mất, nhanh cứu linh hồn cô gái đó đi." Sơn nhanh thoăn thoắt lao mình tới phía trước, mới đó mà đã tới ngay trước mặt của lão thể pháp áo đen. Nhân cơ hội trời cho này, gã đưa bàn tay phát sáng của mình đưa tới đánh một chiêu chí mạng nhằm kết liễu đời của lão thể pháp xấu xa. Thế nhưng bất ngờ một vật xé gió lao tới đánh bật bàn tay của Sơn. Vật vừa rồi đánh bật tay của Sơn chính là kiếm trong tay của thể Hưởng phi tới, làm cho cả lão thể pháp áo đen và Sơn Điêu lúc này vô cùng ngạc nhiên. Sơn quay mặt lại rồi hét lớn: "Tại sao thầy lại ngăn con kết liễu đạo ta?" Thầy Hưởng lúc nãy đang tập trung toàn lực vào trận đánh, cho nên không buồn mở miệng trả lời. Ông chỉ tay về hướng cô gái đang bị giam giữ kia, y nói tên đệ tử cứng đầu này phải mau giải thoát linh hồn cô gái nhanh nhất có thể. Sơn Điêu mặc dù đang rất bực ông thầy đang ngăn cản cú ra đòn vừa rồi, thế nhưng mà việc giải thoát linh hồn cô gái tội nghiệp kia vẫn là quan trọng, cho nên không thể chậm trễ.
Cái chạy như bay về hướng căn phòng của lão pháp sư áo đen lúc này đang bị âm binh do thầy Hưởng say tới tấn công tới tấp, làm cho lão tối thầm mặt mũi. Bàn tay phát sáng đưa tới gỡ bỏ lá bùa lớn được dán trên kính cửa lớn trước mặt. Lập tức kính cửa được sơn mở ra một cách dễ dàng, không gặp phải một chút khó khăn nào cả. Bên trong là linh hồn cô gái lập tức quỳ xuống trước mặt của sơn mà dập đầu cảm ơn, rồi thật nhanh hóa thành một làn khói trắng bay nhanh ra bên ngoài, hòa vào từng đợt gió lạnh tới thấu xương. Lão thầy pháp kia không thắng nổi thầy Hưởng, cho nên lập tức dùng phép thuật nhập hồn lại về thân xác. Đúng lúc vừa nhập thể, lão đưa tay lên túm chặt nơi ngực mà thổ huyết tại chỗ. Lão già đó thật là lợi hại, do ta khinh địch cho nên chuốc lấy thất bại, thật là đáng trách. Công may là còn giữ được hồn phách để trở về. Nghe tới đám quỷ nhi, lão mất nhiều thời gian và tâm huyết luyện thành kia, bây giờ đều đã bị tiêu diệt. Trong lòng không khỏi dâng lên cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh điểm. Đầu của lão như muốn nổ tung, nhưng vẫn phải nghiến răng nuốt cục tức này vào trong bụng. Bên căn nhà nơi thầy Hưởng và sân lúc này, cả hai hồn đều đã nhập thể. Thầy Hưởng ho ra một ngụm máu rồi mệt mỏi nói: thật không ngờ hắn còn mạnh hơn ta nghĩ. Sơn rót cho thầy mình một ly nước mang tới trước mặt, đỡ thầy ngồi dậy rồi gã hỏi: thầy mau uống nước đi, thầy có sao không ạ? Ta không sao, có không việc gì là ta yên tâm rồi. Không may thầy cho ta đã phá giải thành công trận pháp của lão ta, giải cứu được linh hồn tội nghiệp bị giam giữ tại đây, đã là một kỳ tích. Từ bây giờ ta nghĩ lão không thể làm hại ai được nữa. Cũng đều nhờ cả vào thầy. Con chỉ lạ là tại sao thầy lại ngăn con lúc đó. Sao thầy không để con đánh cho lão ta một đòn chí mạng, đánh cho lão ta hồn phi phách tán? Con nên nhớ làm người không nên quá tuyệt tình. Cho dù người đó có làm việc ác thì chúng ta cũng không nên là người phán xét, ngăn cản tội ác đó là đủ rồi. Sân không hài lòng nhưng gã phụng phịu nói: thầy thật là nhân từ, con thật là không thể làm được như vậy. Thầy Hưởng mỉm cười rồi nói: con theo ta tu tập thì con phải hiểu, sống là phải lấy nhân nghĩa đạo đức đặt lên hàng đầu. Sống thiện không sát sinh mới là người đạt tới cảnh giới cao nhất trong tu tập. Hãy nhớ lời của ta dặn, sau này tuyệt đối không được phép tước đoạt mạng sống của người khác, cho dù là người đó có gây ra tội ác gì đi chăng nữa. Thầy Hưởng nói tới đây thì ông lên cơn ho, không thể nói được nữa. Sơn biết thầy của mình sau khi phá giải trận pháp của lão pháp sư áo đen kia đã phải hao tổn nhiều pháp khí, nên cơ thể không chịu được mà sinh bệnh. Giờ là thời gian để thầy nghỉ ngơi, cả đắp mền cho thầy rồi nói: thì đừng nói nữa, con hiểu cả rồi. Con mau tới báo tin cho gia chủ, nói với bà ấy chúng ta đã thành công, đã giải cứu được linh hồn con gái của bà ấy. Từ bây giờ bà ấy có thể về ngôi nhà này sinh sống, không phải sợ hãi điều gì. Thầy nói con nhà bà ấy ở đâu, con sẽ đến đó ngay. Thầy Hưởng nói cho Sơn địa chỉ nhà của gia chủ và dặn khi đến đó không được nhận tiền của chủ nhà. Sơn nghe theo và lập tức lên đường. Theo chỉ dẫn, gã đến được ngôi nhà cũ nằm cách ngôi nhà bị lão pháp sư áo đen kia bày trận không xa. Đứng trước cửa, Sơn đưa tay lên gõ ba cái. Chủ nhà là người đàn bà ước tuổi chừng khoảng 50 ra mở cửa. Chào cậu, cậu tìm ai? Chào cô, cháu là đệ tử của thầy Hưởng. Thầy nói cháu tới đây báo tin mừng cho nhà ta. Từ giờ gia đình có thể dọn về nhà cũ ở. Thầy cháu đã phá được trận pháp của lão thầy xấu xa kia và giải cứu được linh hồn của con gái. Từ bây giờ linh hồn con gái cô có thể siêu thoát được rồi. Người đàn bà nghe Sơn nói xong thì òa khóc. Bà không ngớt lời cảm ơn Sơn và thầy Hưởng. Không những vậy còn tặng cho ngay thầy trò một khoản tiền hậu hĩnh. Nhưng quan sát bà cũng không phải giàu có gì. Hơn nữa lời của thầy đã dặn Sơn nhớ trong đầu. Không có nhận tiền cho nên gã từ chối. Chủ nhà tên Hoa, bà mời Sơn vào trong nhà uống nước nói chuyện. Sau một hồi nói chuyện, Sơn lúc này mới biết được thì ra chồng của bà Hoa với thầy Hưởng là chỗ tâm giao. Chả trách mà thầy đã không ngại khó khăn về đây như vậy. Nhưng Sơn hiểu, với tấm lòng nhân từ của thầy thì dù là ai đi nữa thầy cũng sẵn lòng giúp đỡ. Bà Hoa chuẩn bị một chút đồ ăn rồi rời khỏi nhà theo sau Sơn về ngôi nhà cũ. Ngay khi đến nơi, từ bên ngoài đang nghe thấy tiếng ho của thầy Hưởng. Biết thầy vì giúp mình mà lao lực, bà Hoa nước mắt ngắn dài đi nhanh vào trong phòng, quỳ sụp xuống dưới chân giường. Tôi cảm ơn thầy,
đã giải trừ trận pháp của lão pháp sư ác độc kia. Nếu không có thầy thì chắc cả đời của tôi cũng không thể làm được gì cả. Thầy Hưởng lúc này lên tiếng: Chị Hoa, chị đừng có nói như vậy. Đây là việc tôi nên làm mà thôi. Anh nhà ta ngày còn sống đã có ơn với tôi. Tôi sống là phải trả ơn nhân đức của anh. Thế nên chị không cần phải nói những lời khách sáo như vậy. Sơn lúc này liền hỏi: Cô Hoa, chắc có chuyện này muốn hỏi. Lão thầy pháp kia vì sao mà lại hại nhà ta? Hắn có thù oán gì với gia đình ta sao à? Bà Hoa liền thở dài rồi nói: Chuyện đã xảy ra đã hơn 6 năm. Ngày chồng tôi còn sống, ông ấy từng đắc tội với lão thầy pháp xấu xa kia. Năm đó lão đến làng này, muốn người làng phải nghe theo lời của lão, lập đàn gì đó phải mất rất nhiều tiền. Nhưng mà ngày đó ông nhà tôi không chịu, một mực cho là lão pháp sư đó lừa đảo, cho nên kêu gọi dân làng không nghe lời. Nhưng không những vậy, còn đuổi lão ta ra khỏi làng. Ai ngờ đâu lão nuôi lòng thù hận, hại gia đình tôi rơi vào... Nói đến đây thì bà Hoa bật khóc. Mọi chuyện sau đó thế nào thì Sơn và thầy Hưởng đã hiểu ra, cho nên không ai hỏi gì thêm. Sơn lấy ghế gỗ đỡ bà Hoa ngồi lên, gã nói: Mọi chuyện đã qua rồi, từ giờ trở đi cô sống yên tâm trong ngôi nhà này. Lão thầy pháp kia bị thầy con đánh cho chạy rồi, là không có gan quay lại đây phá nhà ta nữa đâu. Cảm ơn thầy Hưởng, cảm ơn cậu Sơn đây. Thầy Hưởng ho lên mấy cái rồi thở hắt ra nói: Việc của nhà ta đã xong, giờ tôi trong người không được khỏe nên làm phiền chị ở lây một ít ngày. Đợi thương thế của tôi đỡ hơn, thầy cho tôi sẽ đi ngay. Bà Hoa liền đồng ý nói: Vâng, thầy đấy trong người không được khỏe thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Khi nào khỏe hẳn hãy lên đường, tôi vẫn chưa dọn về đây gấp mà. Nét xong thì bà Hoa quay qua Sơn: Cậu Sơn có thể phụ tôi một chút việc được không? Sơn gật đầu rồi hỏi: Giúp việc gì cô cứ nói, cháu nhất định sẽ giúp. Bà Hoa liền mỉm cười: Cậu không phải là việc gì to tát cả, chỉ là phiền cậu giúp tôi mang một số vật dụng ra mộ chồng và con gái của tôi. Mà mấy thứ nặng quá tôi đi một mình mang không có theo được. Vậy khi nào thì đi hả? Chiều nay có được không? Tất nhiên là được rồi. Bà Hoa chỉ túi đồ ăn mang sang. Tiền bạc thì thầy không có nhận, để tôi có chút chuẩn bị chút đồ ăn để hai thầy trò tầm bổ. Mong thầy và cậu Sơn nhận cho tôi vui. Sơn quay mặt nhìn sang thầy Hưởng chờ đợi. Thấy cái gật đầu của thầy, lúc này gã mới hí hửng đứng dậy, cầm túi đồ ăn đi nhanh xuống bếp. Bà Hoa lúc này nói với thầy Hưởng: Cậu Sơn đây đúng là một chàng trai tốt. Giá mà cái Cúc nhà tôi nó còn sống, tôi cũng mong được gả con gái cho cậu ấy. Ông Hưởng cười rồi nói: Phải, hai đứa nó cũng chỉ kém nhau có vài tuổi, nhưng mà lương duyên là do trời định, không phải cứ muốn là thành. Chị và cậu Sơn ra mộ trước đi, khi nào tôi khỏe hơn tôi sẽ ra viếng mộ anh nhà và cháu sau. Thật là mong chị thông cảm. Ấy chết, sao thầy lại nói vậy chứ? Tôi còn mang ơn thầy chứ nói gì là trách. Thôi thầy nghỉ ngơi cho khỏe, tôi về nhà chuẩn bị, lát thầy nói cậu Sơn khi nào dùng bữa xong thì sang nhà cùng với tôi đi ra nghĩa địa nhé. Tôi chờ ở nhà. Chị cứ về trước lo chuẩn bị đi, lát tôi sẽ kêu cậu Sơn qua. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Tôi xin phép, chúc thầy sớm khỏe lại. Cảm ơn chị. Bà Hoa ra về được một lúc, Sơn cũng hâm nóng lại đồ ăn. Các bày ra đĩa rồi chuẩn bị hai cái chén, đặt vào trong một cái khay nhỏ bằng gỗ, mang lên chặt trên mặt bàn. Sơn lúc này vui vẻ nói: Thầy ơi, cô Hoa thật là có lòng, chuẩn bị cho thầy trò ta toàn là món ngon. Ăn của người thì phải trả ơn người. Lát à con ăn xong thì sang bên đó xem cô ấy nhờ cái gì thì giúp, không giúp thì thôi. Chứ một khi đã nhận lời người ta thì nhớ là phải giúp cho đến nơi đến chốn. Vâng ạ, thầy yên tâm, con biết rồi mà, con ăn xong sẽ sang ngay. Sơn đỡ thầy Hưởng ngồi dậy rồi ngồi ăn cùng người. Đợi cho tới khi thầy Hưởng ăn xong, cả mấy đỡ người nằm xuống nghỉ ngơi. Khi Sơn rời khỏi nhà đến căn nhà của bà Hoa thì trời đổ cơn mưa. Thế nhưng thật may là mưa không nặng hạt, cho nên cả buổi chiều phụ bà Hoa mang đồ lễ ra mộ không gặp phải trở ngại gì. Coi vậy mà xem ra mộ phần của chú và em là to nhất trong nghĩa địa cô Hoa nhỉ? Bà Hoa liền đáp: Ông nhà tôi khi còn sống là một người chi tiêu tiết kiệm lắm,
Nếu ông ấy biết tôi mang tiền ra xây mộ to như vậy, nếu có về thì nhất định sẽ mắng tôi là tiêu xài hoang phí. Nhưng mà ở đời tiền bạc có mang theo được mình khi chết đâu. Thế nên tôi cứ mang ra xây cho ông ấy và con gái tôi cái ngôi mộ thật to, thật đẹp. Có như vậy sau này khi tôi mất đi, lúc đó tôi mới thấy thảnh thơi cậu ạ. Sơn gật đầu, gắt thấp nhang xuống bát hương lớn trước di ảnh của chồng và con gái bà Hoa. Xong chắp hai tay, miệng khấn vái. Xong rồi gã mới quay qua nói với bà Hoa. Cứ nói cũng đúng, của cải là vật ngoại thân, chết thì không mang theo được. Nhưng mà người sống chúng ta vẫn cần phải có tiền trang trải cuộc sống. Tôi bây giờ chỉ có một mình, con được bao nhiêu đâu cậu. Thế Hưởng không nhận nay tôi có chút gọi là cậu nhận lấy. Sau này trên đường còn có việc cần tới. Sơn muốn nhận lắm, thế nhưng nghĩ tới lời của thầy Hưởng, gã từ chối. Cháu cảm ơn tấm lòng của cô. Bữa ăn cô chuẩn bị cho hai thầy trò cháu là đủ rồi. Số tiền này cháu thật không thể nhận, mong cô hiểu cho. Vậy thôi được, nếu đã vậy thì tôi không làm thầy Hưởng và cậu khó xử. Mong rằng sau này khi hai thầy trò cậu đến những nơi khác, mọi điều may mắn sẽ đến với cả hai người. Cháu theo mặt thầy cảm ơn cô. Trời lúc này đổ mưa mỗi lúc một lớn. Sẽ nói bà Hoa mau hóa vàng rồi cùng rời khỏi nghĩa địa. Khi đến đoạn đường rẽ về nhà, bà Hoa nói với Sơn. Cậu về chăm thầy Hưởng đi. Nhớ là đợi đến khi thầy khỏe hẳn rồi mới được để cho thầy đi. Cháu biết rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cháu sẽ chăm sóc thầy khỏe hẳn rồi mới đi, cô cứ yên tâm. Vậy thì tốt. Thôi cậu về đi. Cháu xin phép. Có gì cần cháu giúp thì cô cứ nói. Được rồi. Sơn trở về nhà thích cửa mở. Thế là gã chạy nhanh vào bên trong thì hoảng hốt không thấy thầy Hưởng nằm trên giường. Tìm khắp trong nhà ngoài vườn không thấy. Trong lòng không khỏi lo lắng. Gã chạy đến đâu hét tên của thầy đến đó. Thế nhưng đáp lại tiếng hét của gã chỉ là một sự im lặng. Thầy đang bị bệnh như vậy, bỏ đi đâu được chứ? Nghĩ trong đầu, gã liền ngồi xuống, miệng đọc chú gọi thần thổ địa trấn giữ mảnh đất này để hỏi xem thầy Hưởng đã bỏ đi đâu hay là có chuyện gì xảy đến với thầy. Trong lúc gã cùng bà Hoa ở ngoài nghĩa địa, nhận được lời thỉnh cầu của Sơn, thần thổ địa hiện linh. Ngài nhìn Sơn rồi hỏi: nhà ngươi mời ta lên đây có chuyện gì? Bẩm thần thổ địa, con muốn biết thầy con đã gặp phải chuyện gì. Con về đã không thấy thầy. Thầy ngươi hành thiện cứu người thì việc gì ngươi phải lo. Nãy ta đang nghỉ thì nghe thấy tiếng ho của ông ấy, rồi ta lại thấy thầy của nhà ngươi rời khỏi giường đi ra cửa, rồi thì mở cửa đi ra ngoài. Thì khúc đó thì ta không biết thầy ngươi đi đâu. Ngươi là thần sao lại không biết thầy con đi đâu? Sao con biết phải tìm kiếm người ở đâu bây giờ? Ngươi còn đang yếu như vậy, nhưng gặp phải chuyện gì thì sao? Ngươi thật là một học trò có lòng. Thôi được, để ta giúp ngươi nhìn bốn phương tám hướng xem thầy của nhà ngươi ở đâu. Vì thần nói rồi phút chốc trở nên to lớn khắc hẳn. Mới đó Sơn đã không còn thấy gương mặt phúc hậu với chòm râu của ngài đâu nữa. Vài phút sau thần thổ địa thu nhỏ lại. Thầy nhà ngươi đang ở tại chùa làng, ngươi mau đến đó đi. Nhưng phải nhớ cửa chùa là nơi thanh tịnh, tuyệt đối không được làm ồn. Cần biết rồi, cảm ơn ngài rất nhiều thần thổ địa. Ta còn phải cảm ơn thầy trò nhà ngươi nữa là đằng khác. Cái tên pháp sư giả xấu xa kia nhiều năm làm phiền ta. Không may có thầy trò ngươi giúp ta giải quyết, chứ không thì ta lại nhọc tâm. Sân đợi cho khi thần thổ địa biến đi, gã tức tốc hướng thẳng đến ngôi chùa lớn nhất trong nhà chạy tới. Đến nơi, từ ngoài Sơn đã nhìn thấy vô số vong ma đang tập trung rất đông bên ngoài. Họ còn ngồi vắt vẻo trên các ngọn cây lớn bên ngoài chùa. Cảnh này mà gặp phải người thường thì thấy chắc hẳn sẽ sợ tới mức ngất đi. Thế nhưng với gã thì chỉ là việc nhỏ. Mới đó mà Sơn đã lách qua đám cô hồn bên ngoài tiến thẳng vào bên trong. Thấy thầy Hưởng đang ngồi xếp bằng trước một tượng Phật lớn, Sơn nhẹ nhàng đi tới quỳ xuống bên cạnh. Gã chắp hai tay lại miệng cầu khấn thầy mau khỏe. Khấn xong gã mới mở mắt quay mặt sang rồi hỏi: thầy ơi, thầy còn yếu sao không trên giường nghỉ ngơi mà lại tìm đến đây? Thầy Hưởng hai mắt nhắm lại chứ có mở ra, miệng của ông mấp máy trả lời: khi nãy ta nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ ta nhìn thấy Phật, thấy chung quanh ngài là vòng hào quang sáng chói. Rồi khi ta tỉnh lại ta thấy mình khỏe hơn nhiều. Ta có thể tự mình ngồi dậy được, tự mình có thể tìm tới đây mà không cảm thấy một chút nào mệt mỏi. Vậy là thầy khỏe rồi phải không?
Chẳng trách lão thổ địa nói với con là thầy làm nhiều việc thiện thì không cần phải lo. Thì ra là ý này. Thầy Hướng lúc này mở cặp mắt, chắp tay vái tượng Phật ba vái rồi từ từ đứng dậy, quay người rời khỏi chính điện ra tới cầm. Đám cô hồn tụ tập bên ngoài thấy thầy Hướng đi xa thì dẹp hết sang hai bên nhường đường. Ông chắp tay cúi thấp đầu: cảm ơn đã nhường đường, chúc các người sớm ngày siêu thoát. Đám cô hồn nghe thầy Hướng nói như vậy thì cúi đầu đáp lễ. Ông mỉm cười rồi cùng Sơn rời cửa chùa về nhà. Đêm xuống, Sơn đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Khá ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn sang thầy Hướng vẫn còn ngủ say. Tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại. Sơn sợ tiếng gõ cửa kia làm cho thầy tỉnh giấc. Khá đi tới mở cửa miệng không quên lầu bầu: đêm rồi còn gõ cửa gì chứ, không để cho người ta ngủ sao? Cánh cửa vừa được mở ra, Sơn đất tỉnh càng ngủ khi đứng trước mặt gã lúc này chính là lão pháp sư xấu xa kia. Ngay lập tức Sơn đổi lại thủ thế, bàn tay phải của gã lúc này cũng đã phát giác ra nguy hiểm, cho nên tạo thành một thứ ánh sáng lan ra toàn cơ thể. Lão già, lão thật là lớn gan đó, đâu thua thầy ta còn dám vóc mặt đến đây. Lão pháp sư gương mặt lúc này khắc hẳn với khi giao đấu, lão ôn tồn rồi nói: ta tới đây là để xin chủ nhà này lượng thứ cho những việc làm của ta, chứ không phải là tìm tới giao đấu với thầy của ngươi. Lão tới đây xin lỗi gia chủ thật sao? Tôi không có nghe nhầm chứ? Lúc này thầy Hưởng đi tới phía sau Sơn, ông đưa tay tới gật nhẹ Sơn đứng sang một bên, mỉm cười nói với tay pháp sư áo đen: nếu như đã có lòng sám hối như vậy, ta cũng xin thay mặt chủ nhà nhận giúp. Oán thù nên cởi chứ không nên thắt. Ông muốn làm lại từ đầu thì thật là quá tốt, chỉ mong từ nay về sau ông đừng tạo thêm tội ác nào nữa. Cảm ơn ông, ông quả đúng là có lòng từ tâm. Lần trước trong lúc giao đấu, ông không có dùng kiếm cứu cái mạng già này của tôi thì chắc rằng tôi đã nằm dưới mồ sâu. Vì vậy tôi đã ngộ ra rằng bản thân phải dừng lại, không nên tiếp tục tạo nghiệp ác nữa. Lão pháp sư nói rồi chắp hai tay trước mặt hành lễ với thầy Hưởng, rồi lầm lũi đi vào màn đêm. Mới chớp mắt một cái thôi đã không thấy trong tầm quan sát nữa. Sơn lúc này liền hỏi thầy: thầy ơi, có phải ông ta vừa mới sử dụng thuật xuất hồn phải không? Thầy Hưởng liền gật đầu đáp: đúng vậy. Nay ông ta biết sai mà nhận lỗi là ta thấy mừng cho ông ta. Thế mau quay vào trong ngủ đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Lần này mình đi đâu vậy à? Đừng có hỏi nữa, đi tới đâu ăn túc đó cậu sẽ biết ngay thôi. Sau khi Sơn và thầy Hưởng thu dọn hành trang lên đường rời đi, căn nhà của bà Hoa bây giờ không còn bị ma quỷ quấy phá nữa. Bà dọn về sống cho tới năm 87 tuổi thì qua đời. Sau khi bà Hoa mất, căn nhà theo di nguyện trước khi mất là bán ngôi nhà. Số tiền bán nhà có được tất cả đều gửi vào chùa làng, giúp nhà chùa tu sửa lại. Ngôi chùa sau khi tu bổ thì thêm phần khang trang hơn. Người đời luôn nhắc đến bà Hoa với việc giúp nhà chùa tu sửa với số tiền rất lớn khi mà bà mất đi. Thế nhưng lại không ai biết đến những việc làm ơn đức của thầy Hưởng. Không biết thầy Hưởng và Sơn sau khi rời làng sẽ đi đâu tiếp theo. Thế nhưng những nơi hai thầy trò đặt chân đến sẽ là những nơi đầy rẫy những ma quỷ quấy phá. Và liệu rằng hai thầy trò có thu phục được hết đám ma quỷ đó không? Tại một ngôi làng khác cách đó không xa, hai bóng người một già một trẻ trên đường lúc này chính là thầy Hưởng và Sơn. Bỗng réo lên hồi, Sơn một tay xoa bụng, một tay gãi đầu, mặt mếu máo quay sang hỏi thầy Hưởng: thầy ơi, con đói bụng quá, chúng ta dừng chân vào tiệm cơm đằng trước mặt kia ăn, rồi mới tiếp tục lên đường có được không? Được, vào trong đó đi thôi nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.